Sao tình hình lớp mình làm sao rồi mấy em? Alo, được rồi, mấy ông bật xong mấy ông tắt mic đi ngủ hết rồi. À đây Nguyễn Trọng Nhanh nè, Nguyễn Hải Đăng nè. Rồi, đang làm hả? Mà Trọng Nhanh với Hải Đăng là làm được hết bài 1, bài 2 luôn chưa? Làm được hết bài 1, bài 2 luôn chưa? Cũng tạm ổn ha. Thôi được rồi, vậy mấy em làm đi. Làm xong rồi sáng mai hay chiều mai thử chụp hình cái bài làm của mình á. Chụp hình những cái hình mà mình sẽ bỏ trong báo cáo, bỏ lên trên group fail để mà thầy coi coi nó làm sao ha. Rồi thôi mấy em mau đi, mau nghỉ ngơi đi. Rồi, bye ha. Ok.